Thưa quý vị, biến đổi khí hậu sẽ là một vấn đề khiến cho toàn nhân loại của chúng ta phải đối diện với một vấn đề khác lớn hơn nữa, đó chính là cuộc chiến chống lại mực nước biển dâng cao trong hàng trăm năm tới. Và hiện tượng mực nước biển dâng là do sự giãn nở nhiệt cũng như băng tan ở Greenland và Nam Cực là minh họa thực tế nhất cho tác động của biến đổi khí hậu. Nước biển dâng sẽ tàn phá các thành phố, thị trấn hay khu vực nông nghiệp và tài nguyên nước ngọt trong tương lai ở các khu vực ven biển, trong đó có những thị trấn gần như biến mất hoàn toàn, khiến cho người dân có thể rơi vào cảnh trắng tay. Bà Celia đứng trong phần còn lại của ngôi nhà của bà ở thị trấn El Bosque thuộc bang Tabasco, miền Nam Mexico, trên một dải cát giữa đại dương và đầm phá. Xói mòn đã phá hủy nền móng của một phần ngôi nhà, khiến nó gần như bị cuốn trôi hoàn toàn. Chúng tôi đã di chuyển nhà từ cách đây gần 2 năm vì biển tràn vào nhà. Con tôi đã lớn lên ở đây. Cháu tôi cũng sinh ra ở đây, nhưng giờ thì không còn gì nữa. Tuyên bố của Tổ chức Hòa bình Xanh cho hay 30 căn nhà trong khu vực này đã biến mất, khiến 50 gia đình phải di tản. Hiện một trường học và 20 căn nhà khác đã đứng trước nguy cơ bị cuốn trôi trong vài tháng tới. Cho dù là ấm lên toàn cầu hay gì đi nữa, sự xói mòn đang tiến tới chúng tôi. Tôi muốn hỏi chính quyền liên bang, chính phủ sẽ làm gì để hỗ trợ người dân? Hơn 90% diện tích bang Tabasco là vùng trũng ngập lụt và có hệ thống sông ngòi chằng chịt, trong đó 30% lượng nước ngọt của Mexico đều chảy qua bang này. Mưa lớn khiến các con sông tại đây bị vỡ bờ. Đây đồng thời cũng là khu vực đối tượng của các trận cuồng phong.